Thầy mời các con ngồi xuống. Các con về nhà học bài hết chưa? Dạ rồi. Học hết bài rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ bà thầy mời bạn lớp trưởng nào, bạn mèo con nào hãy cho thầy biết là hôm trước chúng ta học bài gì? À, tức là hôm trước chúng ta học bài về nhận biết màu sắc rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem là các bạn về nhà có học tốt bài về nhà không nha. Bây giờ thầy sẽ mời một bạn lên đây để trả lời cho thầy về các loại màu sắc nha. Bạn nào có thể trả bài cũ cho thầy nào? Không có ai xung phong hả? À, rồi, thầy mời con. Con bước lên trước nào để trả lời cho thầy về các loại màu sắc này con. Rồi, ở đây thầy chuẩn bị rất nhiều quả bóng bay nè. Thầy đang để các quả bóng bay dưới này rồi. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải phân biệt được các quả bóng bay đó cho thầy nghe chưa? Rồi, bây giờ con hãy trả lời cho thầy quả bóng bay đầu tiên là màu gì nè? Là màu đỏ ạ. À, quả bóng bay màu đỏ, bạn trả lời rất là tốt rồi đúng không? Quả bóng bay thứ hai? À, quả bóng bay thứ ba? Bóng bay thứ ba là màu gì? Màu nâu ạ. Bóng bay thứ ba là màu nâu hả? Màu gì? Trời về nhà không học bài hả? Màu gì nào? Dạ là màu xanh. Màu xanh hả? Dạ thưa thầy, bạn đó đoán sai, đó là màu đỏ. Màu đỏ hả? Màu gì? Màu xanh. Màu xanh hả? Dạ. Chắc chưa? Chắc rồi đúng không? Dạ. Rồi, người bạn hãy ngồi xuống. Rồi, chúng ta tiếp nào. Màu tiếp theo là màu gì? Màu vàng. À, màu vàng, đúng rồi. Màu tiếp theo nữa nào? Tím. Màu tím, màu tiếp theo? Màu gì nữa? Còn có mây bảo sắc cầu vồng hả? Rồi, ai nhắc cho bạn nào? Thầy đó là màu... Màu gì? Màu xanh. À, màu xanh, rồi đúng rồi, màu xanh. Rồi, quả bóng tiếp theo là màu gì nào? Là màu cam. Màu cam. Tiếp theo nữa? Dạ, là màu trắng. À, màu trắng. Như vậy về nhà bạn học bài chưa tốt lắm đúng không? Bây giờ chúng ta cho bạn mấy điểm đây? Dạ, 8. À, cho bạn 8 điểm hả? Rồi, nhớ là về nhà thì phải chăm học bài tốt hơn nha. Như vậy qua bài học hôm trước các bạn đã nắm hết được các loại màu sắc chưa? Rồi, tốt lắm. Bây giờ chúng ta học bài nhớ được chưa? Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Và bài mới ngày hôm ta chúng ta là bài học bài gì các con? À, học về các con vật đúng không? Bây giờ trên bàn của thầy có rất nhiều con vật này các con. Nè, có rất nhiều con vật đó. Bây giờ nhiệm vụ các bạn là lên chỉ cho thầy nhé. Và nói cho thầy tên các con vật đó được không? Rồi, bây giờ bạn nào lên chỉ cho thầy nào? Rồi, mời bạn. Bây giờ con, bây giờ nè, con chỉ tay đi. Con này là con... Con gì đó? Con vật gì đó? Con gì? Con gì đó? Con China. Con China là con gì? À, là con cá sấu. Con thích gọi con China. À, con China là con cá sấu đúng không? Nhà con nuôi con cá sấu không? Dạ không, nuôi chết nhà. Nuôi sao chết nhà? Đúng không? Rồi con tiếp theo là con gì? Con này là con gì đó? Con này là con gì đấy? À, con mèo. Con mèo hả? Rồi con tiếp theo là con gì? Sao con chạy trâu? Con trâu. Con trâu nha. Chắc con trâu phải không? Dạ, đúng là con trâu rồi chú ơi. À, đúng là con trâu rồi. Rồi con tiếp theo là con gì? Tiếp theo là con cá. À, con cá đúng không? Rồi, đúng rồi, con tiếp theo nào? Con cún. À, con cún hả? Chắc chưa? Chắc. Chắc phải con cún không? Dạ đấy. Rồi. Thế bạn trả lời sai rồi. Đó là con chó. À, con chó chứ không phải là con cún. Rồi, con gì nữa? Con tiếp theo nào? Dạ, con... Con gì con nữa? Con khỉ đục.
Con khỉ đột hả? Dạ. Sao em nói con này là con khỉ đột? Chưa thấy con này bao giờ hả? Em chưa học. Chưa học hả? Con này là con gì? Đây là con thỏ. À, con này là con thỏ đấy các bạn nhỏ. Rồi con tiếp theo là con gì? Con gì? Con gì đây? Con tắc kè. Sao con này là con tắc kè hả? Chắc chưa? Chắc. Chắc chưa? Chắc. Rồi bổ sung cho bạn nha. Con ếch hả? Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi mời bạn Thái về chỗ ngồi nào. Bây giờ một bạn nào đứng dậy nào nhắc lại tên tất cả các vật này cho thầy được không? Rồi con nào? Rồi. Ờ, đúng quá, giỏi quá. Dành một tràng pháo tay cho hai bạn nào. Giỏi quá. Rồi, như vậy là các bạn đã học và nhận biết được tên các con vật chưa? Lúc nãy chúng ta đã học xong bài gì? À, về nhận biết các con vật đúng không? Bây giờ chúng ta học thêm bài thứ hai của ngày hôm nay. Đó là chúng ta học về bài các phương tiện giao thông đúng không? Bây giờ chúng ta học về phương tiện giao thông thì trên này thầy đã chuẩn bị rất nhiều các loại phương tiện giao thông này các bạn nhỏ ơi. Ở đây có rất nhiều các loại phương tiện giao thông và bây giờ là các bạn sẽ lên chỉ cho thầy tên các loại phương tiện đó được không nào? Rồi bây giờ bạn nào biết tên các loại phương tiện này thì tiến lên trả lời cho thầy nào. Không bạn nào biết hả? Rồi bạn Phúc nào, bạn bây giờ hãy chỉ cho thầy chiếc xe đầu tiên là xe gì đó. Dạ, chiếc xe đầu tiên là chiếc xe. Xe gì đó? Xe gì? Xe cần cẩu. À, xe cần cẩu. Tiếp theo là phương tiện gì đó? Dạ, tiếp theo là máy bay. À, trước máy bay. Rồi tiếp theo nữa là phương tiện gì? Dạ, tiếp theo là phương xe container. À, bạn nói chiếc này là chiếc xe container hả? Rồi, có ai giúp bạn trả lời gì phương tiện thứ ba là phương tiện gì không các bạn nhỏ? Rồi, bạn Phúc nào? À, chiếc xe thứ ba, phương tiện thứ ba đó là gì? Xe cứu hỏa đúng không? Rồi, mời bạn về chỗ ngồi nào. Rồi, bạn thứ hai trả tiếp theo cho thầy nào. Rồi. À, xe cảnh sát. Xe này là chiếc xe cảnh sát đúng không? Rồi cảm ơn bạn. Mời bạn về chỗ ngồi nào. Sao mà lại có bạn học trò ngủ trong lớp vậy? Thầy kêu kìa. Sao bạn Thái lại ngủ gần trong lớp vậy? Tại vì hôm qua mẹ con bài dương học, mẹ con cứ lướt Facebook lại, lướt xong rồi á, con kêu bố dậy xong rồi á, bố không chỉ lại bố chơi game gì đó, con cũng không biết, rồi con coi TV một mạch đến tối luôn à, dạ thưa thầy. Ồ, là về nhà bố thì chơi game, mẹ thì lướt phây, còn con thì xem phim. Ồ, giờ là lên lớp là ngủ gật không, phải không? Như thế là không được rồi nha. Lần sau đi học là phải học bài nghiêm túc nha. Nghe chưa?